Báo sa thải can quét ngành bất động sản, một đại gia đầu ngành vừa giảm hơn 3.000 nhân sự chỉ trong 3 tháng. Nhân sự trong ngành bất động sản, đặc biệt là dịch vụ môi giới đang cảm nhận rõ những tác động từ thị trường ảm đạm cuối năm 2022. Những khó khăn trên thị trường bất động sản đã biểu hiện rõ nét trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh, một trong những nhà phân phối bất động sản lớn bậc nhất cả nước, cũng vừa trải qua một năm kinh doanh xuống dốc. Tính riêng quý 4 trên 2022, tập đoàn đất xanh di nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 984 tỷ đồng, chỉ bằng 43% so với cùng kỳ năm 2021. Công ty lỗ trước thuế 424,3 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi trước thuế 360,8 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, tập đoàn đất xanh thu về 5.581 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm hơn 44% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 469 tỷ đồng giảm 71% so với kết quả năm 2021. Không chỉ vậy, nợ phải trả ghi nhận hơn 16.751 tỷ đồng, tăng gần 13%. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 5.771 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 14.020 tỷ đồng. Dữ liệu trong báo cáo hợp nhất năm 2022 còn cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong quy mô nhân sự tập đoàn. Kết thúc năm 2022, số lượng nhân viên của doanh nghiệp này là 3.773 người giảm 2660 người so với cuối năm 2021, tương đương 41%. Đáng nói, số nhân viên của tập đoàn Đất Xanh đã giảm 3.191 người so với dữ liệu ngay cuối tháng 9, tức chỉ trong 3 tháng. Trước đó, quy mô nhân sự của tập đoàn Đất Xanh đã ghi nhận đà tăng từ mức 6.433 người vào cuối năm 2021 lên đỉnh 7.392 người vào cuối quý 2 2022. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Các công ty còn hoạt động trong lĩnh vực này phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, cắt giảm bộ máy nhân sự hoặc một nhân sự kiêm hai đến ba công việc để có thể sinh tồn. Thậm chí có doanh nghiệp giảm đến 60-70% lượng nhân sự và cắt giảm lương, nhiều công ty buộc phải cho nhân viên nghỉ Tết sớm.